Tiền, tiền hỡi mi là vuông dây mồng, sao hay đổi trắng với thay đen. Thế nhân lừa lấp đời mang trá, kết cuộc chung quy chỉ vì tiền. Tiền bạc ơi nhờ mi mà con người được phú quý vinh hoa và sanh ra lễ nghĩa, rồi cũng vì mi mà lòng người xa đọa sâu xé nhau bởi hai chữ kim tiền. Đổi nhục làm vinh đi bán lợi muốn quyền. Tiền ơi mi chỉ là mảnh giấy mà thiên hạ đã ghi vào những nét mực đen. Con số trăm ngàn vạn ức triệu muôn đã giết bao nhiêu thể xác lẫn tâm hồn. Ôi cả cuộc đời khổ tri lao tâm cũng chỉ vì tiền là một mảnh giấy trắng. Là một mảnh giấy vô tri vô giác mà người ta đã gán cho là ngàn vạn trăm đồng. Người ta có thể tạo nó bằng nước mắt và quăng nó đi ngay bằng thời gian biến cuồng. Người ta đổ xô nhau tìm tòi sâu xé để rồi ngã gục đầu trong thất bại đau thương. Người thì chán trường mọi kiếp gió sương, kẻ khôn đốn lao đầu trong vực thâm. Gây băng trinh bước vào đời son phấn, tai lộc ngã lừa nuốt y hận giữa thành đô. Tiền, tiền ơi có lúc ta nắm sẵn trong tay tiền muôn bạc vàng, và cũng có khi ta ngửa tay xin từng chén cơm thường. Thế cuộc cá biển dâu nào có tiền là đầu mối của muôn ngàn tội lỗi, đưa ta lên đến đỉnh trời hay dùi xuống tận bùn nhơ. Thế mà có ai sáng mắt hay chưa, hay là cứ mở miệng ra là tiền với bạc, tuy ngoài miệng thốt ra lời nhân nghĩa nhưng trong thâm tâm đi vật nó tanh nó tủi ơi đồng. Ta là một kẻ có sẵn trong tay tiền muôn bạc vàng, ta đã nghĩ sống trong lầu cao cửa rộng nhiều vinh na sang và cũng tâm quý quyền. Ta cười những ai không bạc có tiền thì mua tiên cũng được, có tiền thì thiếu gì kẻ hạ người hầu dở đẹp con khôn. Nhưng đến khi tôi rộng lòng không, ta mới sực nhớ bây giờ là hiện tại.
hiện tại ta là một con người thừa thãi, không cắt không nhá xu không chục không đồng. Lòng rỗng không, túi cũng rỗng không, nhìn thiên hạ mà coi lòng quốc hẳn. Ta bỗng thấy bừng bừng nổi giận, giận cho đời và giận cả cho ta. Mới ngày nào còn ngất ngưỡng kêu xa, vừa chớp mắt đã qua ra cùng khổ. Ta cảm thấy ta không là người nữa, mà là một bông nghi ma lạc lỏng giữa cung trường. Ngửa tay xin một bát cơm dư, người bố thí bằng chút lòng thương hại. Ôi nghi tiền bát mi là gì, quan nghi cái ta sợ nghe rồi.